Mình sẽ lấy một chai là vì vậy chứ mình sẽ đi lên đầu ăn sáng nha mọi người. Hôm nay mình làm cameraman luôn. Chào mọi người. Thì hôm nay tụi mình dùng cái đi mắt mua nước sữa là vì cái sandwich để ăn xoài. Tổng cộng hai đứa là 46.000 nha. Hai cái sandwich mỗi cái 20.000, hai cái là 40, cho nước sữa lobby là 6.000. Nè, một cái bánh. Bánh này bánh từ thì có một cái kính rất là dễ thương. Lái xe kia là Đại học Sài Gòn. Mọi người có thể thấy cái nút nhấn vô nè, xà bông mình thấy không, gửi kỹ vô. Vui lòng đóng cửa sau 17 giờ. Quay vlog review cho mọi người. Xin chào, mình là Trang. Là con và là bạn của Trang. Trang sẽ cùng Trang một ngày trời chạy ở đại học Sư phạm Hồ Chí Minh. Đây là cây hoa đẹp lắm. Mọi người có thấy cái chữ A đó không? Đây là sảnh A nha mọi người. Đây là phòng bảo vệ nha mọi người. Mà của diễn viên nha mọi người. Đây là các ngành đào tạo của trường mình nha các bạn. Bên này là tiến sĩ với thạc sĩ, bên kia mới đại học. Quốc tế học Trang. Bị khóa rồi nha mọi người, bây giờ chúng mình sẽ tìm một đường khác để vào. Chào lần thứ N lần. Giờ mình sẽ tìm đường vào sẵn. Chạy chạy chạy. Đây là ngân hàng của trường mình, Aribank. Và đây là trung tâm trung học của trường mình. Các bạn nào có nhu cầu muốn học trung học, các bạn muốn học văn phòng thì có thể liên hệ ở trường mình. Còn đây là nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nè mọi người. Điện thoại của mọi người trong
hơi tối nha mọi người. Hiện tại thì trường mình đang có một cái lễ gọi là cho cha mẹ phụ huynh học sinh để quay trường. Là cầu thang của sảnh 2 nha mọi người. Tường đôi lại gần á, không có xa lắm đâu. Hi. Bé bên ngoài, còn đây khi là chúng mình đã vào bên trong của sảnh E. Đây là một đa số là văn phòng của các bạn nha. Đây là phòng công tác chính trị của học sinh viên. Còn đây là bàn làm việc. Hai trăm tám mươi An Du Vương, phường 4, quận 5. Phút này đã không nói chuyện lớn rồi nha mọi người. Đây là đối diện sảnh A, đó là sảnh B. Bên kia là cái nơi để gửi xe đó mọi người. Bên kia là sảnh B, còn chúng mình hiện đang đứng tại sảnh A. Đây là dãy C nha mọi người. Cái kiến trúc của trường mình như nào? Cái này xinh đẹp. Cái khoảng cách của tầng thì khá là ngắn nha mọi người. Khoảng 80 đến 90 bạn sẽ học ở trong hội trường. Đây là nơi mà hồi năm nhất mình học những cái môn chung như là chủ nghĩa xã hội, khoa học, kinh tế chính trị, Mác Lênin thì mình sẽ ngồi học đây nha mọi người. Đây là Trang. Trời ơi, khung này chụp hình cũng đẹp lắm á nha. Hãy chung tay vì cuộc sống của chúng ta, vì một thế giới xanh, bảo vệ môi trường là bảo vệ chính chúng ta. Chính là lầu 2 của sảnh A nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 4 lầu. Đây là lớp đi đặc biệt chỉ chia giữa dạng A và dạng C, dạng A đi qua dạng B. International Cooperation, tức là hợp tác quốc tế giữa trường mình và các quốc gia khác đó mọi người. Có Trung Quốc nè, Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Anh, Canada. Đây là hình của Trang nha. Bác này cô te luôn. Ngân chụp cho mình đó mọi người. Đây là khu C nha. Chữ C đã bị che khuất rồi nha. Đây là chữ C. Sân trường của tụi mình. Hôm nay là lễ gì đó mọi người. Toàn cảnh dễ xe nha. Bây giờ một cây chân trang lên dễ xe. Mình vừa tổ chức lễ tốt nghiệp. Rồi mình cùng tham quan dễ xe nè. Tầm nhìn sứ mệnh. Đây là đường qua căng tin luôn nè. Chị ơi, cho mỗi ngày cái xính đâu không? Bây giờ... Khỏe lên, nhưng mà bây giờ có một xíu vấn đề gì đó. 10 lầu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ qua căng tin. Đây là căng tin của trường mình và cái bên là cửa hàng tiện lợi. Vườn cây rất là đẹp nha mọi người. Này là cây đinh lăng nè. Cây đu đủ. Này là cây sen. Cửa hàng tiện lợi. Ô long hả? Ủa không có ô long kia à? Đó là cái gì ạ? Tính tỷ. Có 1.000 không bạn?
của cáo nha. Chè, đã chè, chè, chè. Đây là nước của Trang mua cho bạn Ngân uống. Và là chè. Không có cáo nha, đã chè. Rồi, và chè. Vị của nó chua chua, ngọt ngọt. Chua vừa phải và ngọt vừa phải. Uống khá là ngon đấy. Mà của mình thì là trà sữa. Mình đã không ngọt, quá ngọt. Nếu mà ai mà uống kiểu thanh thanh mà vừa ngọt thì sẽ thích cái này. Chấm bao nhiêu điểm đi ngọt? 8/10. Cái này thì mình cũng chấm 8/10 nha. Nè, ban nãy mà tụi mình đã quay review cho mọi người xem. Hôm nay nghỉ hẹn nên là cửa hàng điện lực hơi vắng hơn mọi khi. Mọi khi là mọi người sẽ ngồi ở đây đông hết nguyên cái dãy ghế này luôn, rất là đông. Ở đây thì được cái là mát. Đây có bán đủ các vật phẩm nhu yếu phẩm cần thiết mọi người có thể vào đây ăn. Đây là mình nước nóng để mọi người có thể ăn mì. Còn đây là thùng rác nhưng mà dễ thương, cho mình xin vỏ chai. Còn cái này là hộp mì. Đây là bình nước nóng. Đây là chen nè đi ạ. Nên học nha mọi người. Thế dù là kiểu đi thực tập thì cũng cực xíu nhưng mà rất là vui. Năm nhất thì mình có đi kiến tập thì chỉ đi một vài hôm để kiểu xem là có hoạt động gì ở trong trường. Rồi kiểu cũng nhìn thôi chứ chưa làm hết. Rồi sang năm 2, học kỳ 2, năm 2 thì mình có đi thực tập khoảng gần 2 tháng. Thì mình có một cái trải nghiệm rất là thú vị rất là. Thì vừa rồi mình có thể chia sẻ cái trải nghiệm đó với khán giả được không? Thì vừa rồi thì mình được đi trường non gần từ 2 tháng, thì vô đó thì được tham gia giống như là thấy thân thành một người giống như một con cậu vậy đó. Thì sáng cũng đón chị nè, cho chị ăn, bây giờ tập thể dục nè, cùng học nè, cùng chơi, cùng ngủ nữa. Mình càng ngày càng thích ngành của mình. Thì chắc là mình sẽ đi làm dạy ở trường nào đó ở trong phố, hoặc là maybe mình có thể đi quê thì sao cũng chưa biết, nhưng mà mình sẽ đi làm khoảng một vài năm để lấy kinh nghiệm. Sau đó mình thấy xin sau vài năm thì có thể là mình sẽ có một ý tưởng gì đó mở trường mầm non chẳng hạn. Wow, tuyệt vời, mọi điểm chỗ tay nè. Kêu gọi mọi người, các bạn, các em là chuẩn bị và có dự định là sẽ vào khoa giáo mầm non của trường đại học Sài Gòn Chứng Minh, thì hôm nay các bạn vẫn giữ ý định đó nha. Vào trường, về trường quốc tế nha, đi thực tập cũng vui nữa. Mọi người thấy ngành của mình là giáo mầm non thì mọi người cảm thấy là nó cực độ. Nhưng mà khi mà mình thích rồi thì mà đi thực tập thì mình càng càng thích hơn. Nếu như là mọi người đã có ý định thích cái ngành này thì mọi người hãy giữ vững ý chí và cố gắng rèn luyện học tập ở cấp 3 và để thi đậu vào trường nha. Chúc các bạn thi đậu. Còn ngành non của mình thì mình sẽ thi cover, tức là có toán, văn và năng khiếu. Toán văn thì mình sẽ thi chung ở trường, thì các bạn cũng biết rồi. Còn năng khiếu thì sẽ liên hệ với trường, lên trang thông tin trang Facebook của trường để xem ngày không bao giờ thi và mình đăng ký và nộp tiền và để thi thôi. Thì có hát nè, để chuyện và đọc biện cảm. Hát thì bạn sẽ tự chọn một cái bài mà bạn cảm thấy là tự tin nhất, bạn hát trình bày với ban giám khảo. Còn kể chuyện thì bạn cũng sẽ chuẩn bị một cái câu chuyện mà mình cảm thấy là nó ý nghĩa, nó phù hợp để đi thi mình kể. Còn đọc biện cảm thì mình đọc vào đó thì mình sẽ bắt thăm nha. Ví dụ như bắt thăm đúng bài thơ thì mình sẽ đọc thơ, còn đọc bóc thăm đúng một câu chuyện nào đó thì mình đọc, nhưng mà đọc theo kiểu diễn cảm. Chúc mọi người thành công và thi năng khiếu tự nhiên. Đọc biện cảm nè, hát, kể chuyện như bạn ngồi trong nhà và thi cũng nhanh, khoảng tầm 30 phút đến 45 phút thôi là xong. Cảm nhận của mình như là mình thi thì mình thấy mình bớt run rẩy, bớt căng thẳng hơn khi những môn toán văn hay là trường lắm. Dù là đây là môi trường mới, đó là lần đầu tiên mình bước chân vào trường, mà mình cảm thấy là kiểu như là mình là trường bí thuộc vậy nha, nên là mình không có gì hết, đó là mình rất là tự tin. Nên là tại vì trường mình là đi thi đại học tự tin, thì mình đã chuẩn bị cái gì thì mình cứ tự tin thể hiện những cái mà bản thân của mình có để mà cố gắng đạt kết quả tốt nhất nha. Nhiều các bạn vừa thi xong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2022, Trang, Nathia và Ngân đỗ được nguyện vọng một và các bạn cũng muốn. Chúc các bạn có khoảng thời gian học đại học tuyệt vời. Trang học ngành quốc tế học, Trang K46 nha.
Ngân cũng cao hướng sáng như mạng Ngân học nghề ví dụ nè. Hai bây giờ mình sẽ đi qua dãy B và đó, ở đó có khu tự học nha. International student. Hoa là sử nha. Unboxing. Hồi nãy có sự kiện trên hội trường B. Vừa đẹp mà, xoay một vòng rồi. Thích rộng hả? Muốn đổi không? Vừa mà. Wow. Cái này mới nha. Tải ứng dụng xong à có cái thẻ. Đây nè. Đi vô xịt. Đây là những sinh nữ khu tự học. Xe ở ngoài trời. Giờ ở xe với Hồng nữa. Có cái chung trường mình chỗ nào trống là gửi xe. Đây
là mát luôn. Đầu tiên tôi với bà mới biết nhà thi đấu đó luôn á. Thiệt luôn á, mới biết luôn á. Học thể dục ngoài thì riêng á. Cái này cái gì to lắm nha. Không biết cái gì luôn. Là vậy ban nãy mình đã quay cho mọi người xem mình đó. Đây là cái đường ra cổng phụ. Rất là nhiều chậu cây, rất là đẹp luôn nha. Các bạn chuẩn bị gặp được một cái cây rất là nổi tiếng của trường mình. Các bạn biết đó là cây gì không? Ồ, rất là to luôn. Có to không nè? Cái người che rất là nhỏ bé ở đây. Bèo bé. Kêu ba bấm huyền thoại đó nha. Thành phố Hồ Chí Minh có 4 cây, trường mình có 1 cây. Phủ Khoa Sinh. Chết in giường thường giật. Giải hát. Đây là phía sau thư viện. Con thì không học trên học đây, con học ở trong học cạnh kia. Đây là một cái dãy của trường mà mình không biết là dãy tên gì luôn nha mọi người. Maybe nó có thể là dãy E nha. Sau này là sẽ học thể dục. Lúc mà Trang học thể dục thì Trang học ở bên Lê Thị Riêng á. Con học nhạc đây hả? Đúng rồi, học nhạc đây. Con học nhạc bên đây trước, xong rồi học con múa bên đây. Học múa bên đâu? Bên đây, bên đây. Bên đây phòng nhạc ở giữa là mấy cái phòng kiểu học làm bánh. Đây là sân trường, đây là thư viện, nhưng mà chưa có vào được đúng không? Khi nào xây xong thì Trang với Ngân sẽ review tiếp cho mọi người xem ha. Đẹp ha mọi người. Sinh viên chỉ đi lối này khi trời mưa, xin cảm ơn. Đây là giải G, E. À đây là giải K. Bây giờ mình sẽ đi sang trường Trung học Phúc Thành. Wow. Trung học thực hành nha mọi người. Đằng sau của giải ca. Đây là nơi chơi bóng rổ hả? Không có dục đó. Đây dục nè thấy không? Đây là toàn cửa kính thôi. À, đây là căng tin của Trung học thực hành. Từng vùng của trường mình là như đây thôi. Tất cả luôn. Và trường mình, khuôn viên trường mình là chỉ có nhiêu đó thôi. Ủa vậy mà nhiêu đó thôi mà. Nhiêu cái khuôn vậy một mình. Khi mình học qua âm nhạc hay là thì mình hay vô gì xin ạ. Bây giờ mình sẽ đi lên căng tin bạn chưa nha. Giờ là 12 giờ. Hủ tiếu với bánh canh này. Nhớ lại hủ tiếu một con. Để lấy con một tô hủ tiếu, một tô bánh canh. Ba đám hủ tiếu. Bánh canh có giá 25k. Mọi người có thấy gì không? Đây là Pitaco nha. Hôm nào mình sẽ review chi tiết sao? Hổng đây có video hình tội đi chứ gì không? Bữa có em như là tốt gì? Dạ, sao biết? Để thì về. Trở lại sở nè. Rồi tán nha, bye đi. Bye bye. Hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.